Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì hôm nay và ngày mai, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua phía bắc đảo Luzon, Philippines, đi vào Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, thì áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc là 10 đến 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 của năm 2023. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm mai, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Riêng vùng biển phía Bắc ở khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, 12, biển động rất mạnh. Tương tự vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Tại đất liền ngày và đêm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm, thường tập trung vào buổi chiều tối.